bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Hỏa Thổ. Tập 5. Anh Dương nè, ba có chuyện này muốn nói với con. Con đừng có nhúng tay vào những chuyện bao đồng được không? Nhưng chúng ta là bác sĩ khoa sản mà ba. Những chuyện đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh sản của con người. Đó rõ ràng là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng mà một con én không thể làm nên mùa xuân. Vậy ba hãy cùng con ngăn cản chuyện này đi. Thôi, bỏ đi, chúng ta đi ăn trưa. Chị nhắc lại mấy đứa nhớ nè. Lần sau, trước khi ra khỏi phòng họp, nhớ tắt điện và máy lạnh nghe không? Dạ. Dạ. Thôi đi làm đi. Dạ. Chào chị, em xin phép. Muốn mang bạn gái về giới thiệu với má, tôi cũng phải từ từ chứ. Má mà sốt ruột quá là con quơ đại luôn bây giờ. Đúng rồi, phải từ từ thì khoai nó mới nhừ chứ má. Nghe má. Dạ. Lại là chuyện mai mối phải không? Dạ, cô cứ hẹn hoài là con sốt ruột quá. Dạo này nó đang thực tập nên cũng hơi bận. Nhất định tôi sẽ giúp cậu hẹn hò với nó thiệt sớm. Cậu yên tâm đi. Cô hứa rồi đó nha. Tôi hứa mà. Dạ, cảm ơn cô. Chị ra ngoài một chút nha. Dạ. Alo. Có chuyện gì vậy? Em ăn cơm chưa? Chúng ta cùng đi ăn. Tôi bận rồi. Vậy em tự nói với con đi nha. Con nghe máy đi con. Dạ. Mẹ, đi ăn cơm trưa với ba và con đi. Hôm trước con rủ mẹ hụt một bữa rồi đó. Con gái yêu à, sao lúc nào hai cha con cũng không báo trước cho mẹ vậy? Mẹ có hẹn ăn cơm với đối tác rồi. Để hôm sau nghe con. Sao kỳ vậy mẹ? Tối chúng ta sẽ cùng ăn, được không? Vậy thôi, tạm biệt mẹ. Tạm biệt con. Hôm bữa có chuyện gì mà Hà vội vàng quá vậy? Cũng không có gì. Vậy thì hôm nay Hà sẽ đền cho Cường gấp đôi được không? Ba. Ba thích ăn gì nè? Bữa nay con đãi ba nha. Thôi đi cô, tôi nhớ là cô chưa kiếm ra tiền mà. Hà sao vậy? Hà gặp người quen hả? Đừng hỏi gì hết. sao lại có sự trùng hợp như vậy? Cuộc đời mà, có nhiều trường hợp trùng hợp tới nỗi mà Hà không thể tin được đâu. Không biết con gái của cô Hà là người như thế nào. Nếu như không vừa ý mình thì tính sao đây? Nếu mà không vừa mắt thì gặp một lần rồi biến luôn. Có gì đâu mà phải lăn tăn suy nghĩ. Nhưng mà lần đầu gặp mặt thì phải có quà. Mua gì ta? Quà, mỹ phẩm hay là trang sức? Mới lần đầu gặp mà mua trang sức thì hơi tốn kém. Qua thì mau tàn. Mỹ phẩm được đó. Vậy thì mua mỹ phẩm. Vé số, chiều sổ còn ôm số. Anh gần sổ rồi, dưới giùm em đi, ế quá. Ôi, còn mua vé số. Ừ, mặt quen quá. Hằng ơi, em đang ở đâu? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không cần phải có con đâu em ơi. Em ơi, em ra gặp anh đi. Ra đây đi em. Anh. Em. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh không cần con nữa. Chỉ cần hai vợ chồng mình hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. Về thôi em. Em không cần phải làm như vậy đâu. Phiền phức quá. Nếu như không suy nghĩ kỹ thì tại sao lại liên lạc với tôi? Mình về đi anh. Không làm gì vậy? Dạ xin lỗi. Quen quá ta. Quen lắm. Tôi không có quen ông. Ông đừng có thấy sang bắt Hoàng làm họ nha. Đâu có. Trời ơi, tôi biết là tôi bán vé số, nhưng tôi có sĩ diện của tôi. Tôi không có bắt Hoàng làm họ đâu. Nhưng mà tôi thấy cậu, tôi thấy quen lắm. Gặp ở đâu rồi? Ở khách sạn nào nè? Trời ơi, tôi nhớ rõ ràng cậu. Hôm đó cậu và hai vợ chồng nào đó mở cửa phòng ra rồi gây gỗ sùm trước cửa. Tôi lao nhà tôi thấy mà. Hai vợ chồng đó. Ông im đi. Không phải, anh để tôi chưa nói hết. Hai vợ chồng nói đứa con hiếm muộn gì đó. Tôi đứng tôi nghe mà. Rồi ông đi ngang tôi lấy chổi chọt giò ông mà. Ông im đi. Ông mà nói lần nữa cắt lưỡi ông đó. Ông quen thôi, tự nhiên cắt lưỡi cười dưng ông nội. Nói chứ ai. Mày đặt làm như tao ngu lắm à. Mày chứ ai. Mày làm như tao già, tao lú lẫn không bằng. Không biết mình mấy sao ngứa quá. Không biết lúc này ăn trứng tôm hùm hay gì mà nó ngứa quá trời. Kiểu này chỉ vô bệnh viện khám lại quá. Ê. Chào cô. Dạ chào cô. Ừ. Dạ chào cô. Dạ chào. Ê bà, ai vậy? Là mẹ của giám đốc đó. Mày ngồi đi mẹ. Hùng nè, mẹ lo lắm. Con hiểu mà mẹ. Nếu như nó vô sinh thiệt thì con tính sao? Con nghĩ chỉ là hiếm muộn thôi mẹ. Hiếm muộn thì có nhiều lý do, chưa chắc đã vô sinh đâu mà mẹ. Hiếm muộn đã là vấn đề lớn rồi đó con. Nếu vậy thì mình chữa. Y học bây giờ nó hiện đại lắm rồi mẹ. Vợ chồng con vẫn còn hy vọng mà mẹ. Bao nhiêu phần trăm chứ. Quan trọng đó là mẹ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Con hiểu không? Vô đi. Dạ, chào bác. Ừ, chào con. Dạ, giám đốc. Anh ơi, anh ký cái này giúp em. Nè con. Dạ. Con là trợ lý mới của Hùng hả? Dạ đúng à. Dạ. Dạ con chào bác. Hùng, con bé đó cũng dễ thương ghê chứ. Cô cũng lành lẹ lắm mẹ. Cái tướng con bé đó cũng mắng đẻ đó con. Nếu hai đứa con gặp nhau sớm, chắc mẹ có cháu ẩm bồng rồi. Mẹ nói gì kỳ với mẹ. Nếu mà con Nhã nó thật sự vô sinh thì con cũng phải tính đường cho mình đi mẹ. Thôi mẹ về đây. Mẹ muốn con hiểu rằng những gì mẹ vừa nói là hoàn toàn là nghiêm túc. Con hãy suy nghĩ kỹ những lời mẹ vừa nói. Chào bác à. Con nè, lúc nào rảnh đến nhà bác dùng cơm nha. Dạ vâng, nhất định rồi ạ. Dạ bác về. Chào con. Làm việc tốt nha. Lan Anh. Lan Anh, em thích uống gì kêu luôn đi. Lần nào anh cũng hẹn em ra cái quán này. Đúng là anh không còn quán nào hả? Vậy mình đi chỗ khác nha. Thôi, lại mất công chạy đi kiếm nữa. Ngồi đại đi. Vậy em muốn gì? Em muốn chanh dây. Em ơi, cho một ly chanh dây, một ly cam giác. Dạ. Lần sau anh đừng hẹn em ra cái quán này nữa. Chàng muốn chết. Cảm ơn em. Dạ mời anh chị. Chứ không phải là lúc trước em thích ngồi mấy chỗ này sao? Thì ngày trước thích, nhưng mà bây giờ không thích. Sở thích con người cũng có thể thay đổi mà. Vậy con người em cũng có thể thay đổi đúng không? Anh nói cái gì vậy? Ý của anh là... anh xin lỗi. Thôi, vậy lần sau á, em thích chỗ nào thì mình đi chỗ đó nha. Uống nước đi. Thôi được rồi. À, anh báo cho em một tin vui nè. Ủa tin gì vậy? Là vậy, có thể là anh làm tại bệnh viện mà anh thực tập á. Bác sĩ hướng dẫn của anh á, hứa sẽ giúp đỡ cho anh. Lan Anh à, ước mơ của anh á, sắp thành hiện thực rồi. Lan Anh. Em sao vậy? Lan Anh, ước mơ của anh á, sắp thành hiện thực rồi. Giấc mơ của anh trở thành hiện thực. Nhưng đến khi nào anh mới có một sự nghiệp như anh ấy? Lan Anh. Mà? Em sao vậy? Em không sao. Trời, đây đúng là một tin tốt lành đó. Chúc mừng anh nha. Cố gắng lên. Gì vậy? Trời ơi, uống hoài sao nó không lặn kỳ vậy? Bị cái gì vậy trời? Bữa nay cho thuốc gì uống nữa đây? Sáng ăn uống xong uống một viên Aletferguson phải không? Sao ông viết tiếng Việt nói uống viên trị ngứa hay gì đó? Ông viết tiếng Pháp không sao ông đọc? Ăn cơm trưa cách 3 tiếng uống cái gì đây? Fresh. Chiều uống 2 viên rượu Rablo Rebelgi Fresh đấy. Apple Sniper. Yeah. Mấy cái tiếng Pháp này ăn thua gì? Nãy nói đi, tao ra nhà thuốc người ta mua cho nó gọn, ghi làm chi cho phức tạp không? Khánh. Ủa hả? Chú Tiến. Ủa? Mày bệnh luôn hả? Dạ đâu có, con thực tập ở đây. Thực tập trong bệnh viện này hả? Dạ. Còn chú? Tao hả? Vô đây làm chi? Vô đây làm chi? Tao đâu có rảnh. Bệnh mới vô. Vô đây được mấy ngày rồi. Khám rồi nó bị gì ngứa quá, rồi bác sĩ cho thuốc uống. Về uống thì nó lặn không có ngứa. Qua ngày sau cái nó hết thuốc cái nó ngứa lại. Mà không biết cái gì á, ông nói tao bị dị ứng da hay gì á. Rồi cái này ông nói hình như bị gì á, ghẻ thôi. Đưa thuốc uống về uống thì nó bớt thôi. Mà tái đi tái lại vô đây mấy lần rồi mà không hết. Khánh, mày nghiên cứu giùm tao coi. Dạ, để con coi. Cái này là chú bị viêm gan cơ địa. Mọi người hay gọi là chàm. Có thể do là chú uống rượu nhiều quá, dẫn đến tổn thương gan. Cho nên gan không thực hiện tốt chức năng giải độc. Ghê vậy? Tao nhớ hồi đó giờ tao đâu có bị gốc gan đâu. Sao bị vụ này kỳ vậy? Mà sao ông nói tao bị dị ứng? Thì nó đại bị gan đi. Tao biết tao trị uống thuốc sổ độc gan. Nói như kiểu mày tao không biết tao bị bệnh gì. Cái này cũng như là bị độc gan tao phải không? Dạ. Còn cái vụ mà nếu mà sida là chắc không có rồi đúng không? Dạ không có đâu. Đâu, chưa được cùng đọc. Đây nè, mày coi đi, ông viết toàn tiếng Pháp không à. Không biết cái gì hết sao không coi. Mày coi mày giúp cho chú đi. Từ bữa ngứa tới giờ mọi hoạt động vui chơi tao đình lại hết. Đây rõ ràng là bị chàm mà. Sao ông ghi bị ghẻ? Ủa, chú khám ở phòng nào vậy? Phòng số 8 á. Phòng số 8 hả? Ừ. Mày quen mày vô mà nói ổng tận tâm tận tình giúp tao đi. Dạ. Chứ bị ngứa vậy hoài tao gãi riết mấy cuộc chơi tao đình lại hết luôn á. Thôi được rồi, chú cứ ngồi ở đây đợi con nha. Ừ. Đợi con lo. Đi đi. Dạ. Ngứa quá mẹ ơi. Đạt, anh có thể phớt lờ chuyện này được không? Cho tôi một lý do. Vì tôi có làm gì cũng không liên quan đến anh. Nhưng liên quan đến sức khỏe của rất nhiều bệnh nhân. Anh làm vậy là dối trá, lừa gạt, xúc phạm lòng tin của bệnh nhân. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu. Một cử nhân ngành quá xinh như anh sao có thể lọt vào bệnh viện này với chức danh là một bác sĩ da liễu? Chuyện đó anh không cần biết. Tôi có thể đưa anh bao nhiêu tiền để anh ngậm cái miệng anh lại. Tôi không cần tiền. Tôi muốn anh lập tức dẹp bỏ cái bác sĩ rỡm của anh đi. Khánh à, mặc dù tôi không được đào tạo chuyên môn, nhưng tôi đã tự tìm tòi và học hỏi lấy. Trên đời này không phải cứ học cho lắm thì mới thành tài. Nếu anh thật sự có năng lực như ngành y, vậy tại sao anh lại chuẩn đoán bệnh chàm thành bệnh ghẻ, khiến cho bệnh nhân uống thuốc hoài mà cũng không hết? Anh nên nhớ, anh đang thực tập trong bệnh viện này. Tôi có thể đuổi cổ anh đó. Cho dù vậy, tôi cũng không thể làm ngơ chuyện anh đội lớp bác sĩ để lừa gạt bệnh nhân. Vậy thì đã sao? Xã hội này Đây, để bác sĩ sử dụng bằng giả. Anh lo đi mà lột hết mặt nạ của họ xuống đi. Dù xã hội này ít hay nhiều những thành phần như anh, thì sự dối trá này vẫn không thể dung thứ. Loại người như anh cần phải loại trừ khỏi ngành y. Tôi hy vọng là anh tự biết xấu hổ và làm điều gì đó trước khi tôi gặp giám đốc của bệnh viện này. Và tôi sẽ nói hết những gì chồng ấy biết. Tình hình sao rồi? Bác sĩ, em đậu thai rồi, nhưng mà lại sảy thai. Em nghe người ta nói là do tinh trùng yếu, phải không bác sĩ? Sảy thai thì có nhiều lý do. Vậy bây giờ em phải làm sao? Giờ cô phải thử thêm một lần nữa thôi. Em có cảm giác như là mình đang phản bội chồng. Đó là vấn đề thuộc về cá nhân cô. Muốn có con thì phải chịu thôi. Lần trước bác sĩ có nói là nếu... Nghe nè, đó là nếu cô chưa đậu thai thì bên tôi sẽ hỗ trợ cho cô đến khi nào cô có thai. Nhưng còn đây là cô bị sảy thai. Nhưng mà là do tinh trùng yếu. Cái đó là do người của bác sĩ mà. Đó là cô suy đoán thôi. Tôi đã nói rồi, sảy thai có nhiều lý do khác nhau. Vả lại, khi tiến hành giao dịch, người của bên tôi đã kiểm tra tinh dịch đồ rồi. Cô còn lấn cấn cái gì nữa? Tức là nếu bây giờ em muốn có con, em phải bỏ ra một khoản tiền nữa. Đúng vậy. Bác sĩ à, bao nhiêu năm vợ chồng em tìm kiếm một đứa con. Kinh tế gia đình em kiệt quệ lắm rồi. Bác sĩ có thể... Tôi không thể giúp cô, vì đây là nguyên tắc của phòng khám. Rồi cô sẽ tìm cách quay trở lại đây thôi. Với hội chứng buồng trứng đa chức năng, nếu muốn sớm có con như mong đợi, tốt nhất là cô nên thụ tinh nhân tạo. Hiện nay có hai cách. Một là bơm tinh trùng trực tiếp vào cổ tử cung. Hai là thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng tôi nói trước, thời gian chờ đợi khá lâu, vì bệnh viện hiện nay khá khan hiếm tinh trùng và trứng dự trữ. Dạ. Cô cứ về suy nghĩ đi. Có gì thì cứ liên lạc với tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Có chuyện này con thật sự không hiểu. Có chuyện gì vậy con? Con nói đi. Hiện nay có rất nhiều cách để chữa nữ vô sinh do buồng trứng đa chức năng. Nhưng mà tại sao ba không khuyên họ kiên nhẫn điều trị để có thể có con một cách tự nhiên nhất, mà ba lại nhanh chóng hướng họ sang thụ tinh nhân tạo? Tại sao vậy ba? Điều trị là cả một quá trình dài, trong khi bệnh nhân lại đang rất muốn có con. Nhưng Con thấy đó là bệnh nhân muốn. Còn ba là một bác sĩ, làm sao mà chịu ý bệnh nhân được. Bà phải hướng họ đi theo cách chữa trị đúng đắn chứ. Con đang lên lớp với ba sao? Dạ không phải. Con đang tranh luận với ba, chứ không phải là lên lớp gì cả. Thụ tinh nhân tạo là phương pháp sau cùng, nếu mọi phương pháp chữa trị khác không hiệu quả. Điều này ba biết nhiều hơn con mà. Ánh Dương à, chúng ta là bác sĩ, nhưng không phải là trong mọi trường hợp chúng ta đều có thể quyết định được. Thụ tinh nhân tạo là một dịch vụ mà các bệnh nhân có quyền lựa chọn. Nếu họ không muốn mất thời gian điều trị hiếm muộn mà muốn có con ngay, chúng ta ngăn cản họ được sao? Nhưng chúng ta phải mang cả trái tim ra để thuyết phục bệnh nhân chứ ba. Chúng ta phải hướng họ theo một con đường đúng đắn, chứ không phải gieo vào đầu họ sự tuyệt vọng ngay từ ban đầu. Con thôi đi. Bà nói cho con biết, kiến thức của một bác sĩ không phải chỉ học ở trường, mà phải học ở cả bệnh nhân và các mối quan hệ giữa con người với nhau. Con cứ mang cái nhiệt huyết diễn trong của con ra đây làm gì? Nhiệt huyết diễn dông? Con thật không ngờ nhiệt huyết của con lại là diễn dông trong mắt của ba. Alo, anh Khánh hả? Alo, tôi nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở sân trường nè. Em cũng đang ở sân trường. Anh tôi đang ở Ủa? Anh Khánh, gặp anh ở đây em mừng quá. Cô gọi tôi có gì không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Chuyện gì? Anh đi theo em. Gì vậy? Anh làm gì vậy? Nè, anh nói đi, anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? Nói không? Nói không? Tôi đưa lên công an bây giờ. Nói không? Nói mà. Anh nói mà, nếu không tôi sẽ báo công an đó. Anh có nói không? Tôi nói. Anh Dương, tôi yêu cô. Tôi đã gặp cô ở bệnh viện nhiều lần rồi, nhưng mà cô không để ý đến tôi. Vậy anh bám theo cổ làm gì hả? Tôi không có ý đồ xấu đâu, tôi chỉ muốn nhìn thấy cổ thôi. Cô tin tôi đi. Đây là người yêu của tôi nè. Hả? Anh nên kiếm người khác mà theo đuổi đi. Tôi biết rồi. Đi đi. Anh ta biết tôi á, mà sao chưa một lần tôi nhìn thấy anh ta. Nè, lần sau cô nên cẩn thận hơn nha, đề phòng những kẻ cuồng yêu hay có những hành động lỗ mãng lắm đó. Làm như tôi quyến rũ lắm vậy. Chết rồi, tôi quên, tôi có cuộc hẹn với chị hai của tôi. Thôi tôi đi trước nha. Bộ anh có chị hai hả? Phải. Thích quá ha. Có chị hai, có người chia sẻ, quan tâm tới nhau. Không như tôi là con một, đôi lúc tôi tủi thân lắm. Tôi cũng là con một mà. Thôi đi. Đi. Tôi nghe đây. Con gái của ông đã phát hiện ra tôi rồi. Tại sao cậu bất cẩn quá vậy? Con gái của ông thật là đáo để. Tôi theo dõi cô ta mà cô ta còn theo dõi ngược lại tôi nữa. Mà tôi có thấy con gái ông gặp nguy hiểm gì đâu. Có người còn giúp cô ta nữa là đằng khác. Thôi tóm lại tôi không nhận vụ này nữa. Số tiền của ông coi như tôi nhận đủ. Anh Dương, hy vọng con đừng làm gì ngoài tầm kiểm soát của ba. Đối với đường dây mua bán tinh trùng cho bà quản lý, bà có thể ngăn chặn họ hại con. Nhưng còn với những nhóm khác, bà không bảo đảm sẽ bảo vệ được con đâu. Nhưng tại sao con lại lo chuyện bao đồng đến vậy Ánh Dương? Trời ơi, mới sáng, mới đẻ ra mà bán kiểu này thì làm giàu mấy hồi. Giá cho sức khỏe có nhiều, để mà giàu. Ồ, dạ. Mà sao mấy bữa rày hay là mệt quá. Sao mà khó chịu quá. Bữa nay vui quá bà. Tôi mua được cái này. Trời ơi, cái bà này. Trời ơi, hấp tiếp cái cây tao hấp nước làm sao? Hết rồi, trời đất ơi. Bà bị điên hả? Vừa hôm bữa đem trái cây rồi bữa nay tạt nước cho người tôi làm sao? Tôi xin lỗi cô. Tôi không có cố tình mà, tôi vô tình thôi. Trời ơi, cái đầm của tôi. Từ từ, đợi tôi chút. Đây này, đây nè, cô cầm đi cô, cầm đi. Cái khăn gì đây? Cái khăn gì? Lau bàn. Lau cái xe này nè. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Đây là cái khăn lau xe mà bà lấy bà lau lên người tôi. Chứ giờ trời đất ơi, tôi đâu còn cái nào nữa đâu. Cô thấy tôi chỉ có một cái này mà tôi dám đưa cô luôn á. Tôi đâu có cái thứ hai nữa đâu. Đó, cô thấy không? Tôi có một cái mà tôi đưa cô phải hiểu là tôi. Trời ơi, bà đúng là cái đồ nhà quê. Vô duyên, thiếu ý thức nữa. Trời ơi, xui xẻo dữ. Đi chỗ khác mua bà. Mất hứng quá. Trời ơi, ban đầu á tôi đang tính qua đây mua trái cây ủng hộ bà đó. Nhưng mà như vậy, cầu cho bà bán ế cả ngày hôm nay luôn. Cô ơi. Cô mua trái cây ủng hộ tôi đi cô. Tôi cảm ơn cô. Cô mua trái cây giùm tôi đi cô. Cô xinh đẹp như vậy, tôi nghĩ chắc cô không có chấp nhất mấy chuyện này đâu. Cô ơi, cô mua đi. Cô mua giùm tôi đi, trái cây tươi lắm. Cô mua tôi bán rẻ cho cô. Coi như là tôi chuộc lại lỗi lầm của tôi. Nghe cô, nghe. Cô đẹp vậy chắc không có chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt. Thôi tôi bỏ qua cho lần này. Nhưng mà dạ. Tôi nói trước á, một lần nữa như vậy là tôi cạch mặt luôn á. Dạ cảm ơn cô. Cô yên tâm, lần sau là tôi uống hết luôn. Tôi không có đổ đâu hết trơn á. Dạ, cô mua trái cây đi cô. Trái cây tươi ngon lắm á. Mua mỗi thứ một ít đi. Thôi vậy đi, mỗi thứ vài trái đi. Vậy nha. Cảm ơn cô. Bà biết không, bây giờ với một cô gái tương lai đang phơi phới như tôi á, bà đứng trước hai người đàn ông. Một là một sinh viên năm cuối, hai là một anh giám đốc. Theo bà thì tôi nên chọn ai? Nhưng quan trọng là bà yêu ai. Yêu hả? Tôi cũng không biết nữa. Trời ơi, bà đúng là phức tạp và nông cạn mà. Ngay cả tình yêu cũng không phân biệt được nữa hay sao? Thì tôi... Ê, bà nói cái gì vậy? Tôi chỉ đang nói ví dụ, chứ đâu có nói là trường hợp của tôi đâu. Thiệt không? Tôi không nói nhiều nữa. Ủa mà xong chưa? Dạ cứ lẹ lên, tôi còn phải về đi làm nữa. Dạ Trời ơi, cảm ơn cô nè. Dạ. Đưa đây. Dạ, cô cho tôi xin 100 ạ. Có trái nào mà không ngon là mang trả lại đó nha. Dạ Đi. Không 242 chị ủng hộ giày vé chị. Không mua đâu anh. Không mua nơi. Có 82 không anh? Dạ không. Tưởng 82 mua 10 vé không có thôi. Giúp em chị. Thôi đừng có 82 thì mua. Anh ủng hộ em cái anh. Không mua. Bạn Hiền. 02 0242 ốc nhỏ ốc lớn. 0242 con ốc nhỏ ốc lớn. 38 78 ông đìa đây. 38 78 ông đìa. 02 chị giúp em tờ 0242 ốc lớn ốc nhỏ đầy đủ chị. Không mua anh ơi. 0242 còn nguyên cặp đây. 0242 còn. Vậy đi. Lên đây ngồi nè. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy chị ngồi bên đây, sao giờ chị qua bên này vậy? Mày làm tao ngứa ngay tay chân rồi đó. Đừng anh. Đừng đánh em anh. Trong người em đang bị bệnh nặng lắm. Thôi đừng có nói nữa. Bây giờ nói nghe nè. Chừng nào mày trả tiền cho đại ca của tao đây? Hả? Dạ. Em hứa kỳ này em trả mà. Mày hứa hoài đó. Mày có tin tao cắt lưỡi mày không? Tin chứ. Mấy anh nói là mấy anh làm mà. Tin chứ. Nhưng em nói với anh là kỳ này con em nó sẽ trả cho em. Em hứa con em nó sẽ trả cho em mà. Đợi mày xúc lỗ hả? Ủa? Sao anh kêu em bằng mày? Vậy cho mày muốn tao kêu mày bằng gì? Ông nội hả? Thôi, tôi đang thiếu nợ mà, muốn kêu gì kêu. Vậy đi. Nhưng mà em hứa anh kỳ này, danh dự của em nha. Danh dự một người bán vé số chuyên nghiệp. Hứa với anh là kỳ này con em nó sẽ trả nợ này cho em. Nhưng mà với tao hả? Gì? Hai cha con mày á, hợp tác chơi tao. Không có đâu. Bộ mày quên hả? Đừng mặt mày giật. Đừng đánh em, ở đây đông người lắm, đừng đánh em anh ơi. Em hứa lần này không có chuyện nữa đâu. Kỳ này em hứa con trai em sẽ trả cho em mà. Nếu không trả thì sao? Nếu nó không trả, anh lấy mạng hai cha con luôn đi. Lấy cái mạng hai cha con mày làm gì? Cho chó ăn hả? Nè, đi theo tao. Giờ làm sao? Đi ăn hả? Đi ăn đòn á. Trời ơi, em lớn tuổi. Em bị viêm gan siêu vi C. Ngồi. Mời anh Minh Liều ngồi. Thằng Cường có ở nhà không? Cường ơi! Cường à! Có khách thăm con nè. Chắc nó đi rồi đó. Đi ra ngoài rồi. Lấy điện thoại gọi cho nó đi. Hả? Lấy điện thoại gọi cho nó. Điện thoại em hết tiền rồi. Lấy điện thoại tao gọi nè. Gọi nhanh đi. Số thằng Cường số mấy? Mày lấy số điện thoại mày ra đi. Mày đọc cái số đó trong điện thoại đó đó. Mày gọi cho nó. Cầm đi, em lấy điện thoại. Trời ơi. Trời ơi. Bể màn hình luôn rồi. Hết pin luôn anh ơi. Anh ngồi đây nghe. Em qua hàng xóm sạc nhờ một cái. Mày giỡn mặt với tao hả? Đâu có. Nhà mày không có cục sạc sao? Mày qua hàng xóm mày sạc. Cục sạc em cầm rồi. Lần này mày giỡn mặt với tao hả? Dạ, đâu có. Hả? Em đâu có giỡn đó. Mày có trả hay là không? Hả? Kìa nó về kìa. Ông định làm gì ba tôi vậy? Bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Hỏa Thổ.